Americano, you fight on street like good boy. I shoot from here. My old bones are no good for the close combat. What is it about grannies that makes them so hard to disobey? Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nhân đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Serus Samba. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Nhân đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Serus Samba 4 nha các bạn. Ở tập trước thì mình đã gặp cụ bà này. Cụ bà này tên là Nonna. Và tất nhiên là bà ấy đang cầm một cái cây sáo nòng ở trong tay. Và bà ấy nói bà ấy sẽ cover mình từ trên đó. Ok ok. Giờ mình lượm hết đạn dược ấy. Cây cầu này sẽ rất là vui đi. Đó. Bà nội bà có bắn không? Bà bắn hay để tôi bắn? Đó. Oh. Oh shit. Giustizia e libertà. À, bác mạnh tay vậy. Ui con kìa. Bà này chắc hồi xưa làm việc trong quân đội hay gì á. Come here. I will teach you manners. Are you hungry? Nonna will open a can of whoopas. Để bắn phụ coi. Có đạn hả? Americano, I'm proud of you. I must go get my rocket launcher now. Here, you take Nonna's minigun. Careful, it is heavy. Cẩn thận, nó nặng lắm đó. Thanks, I've actually handled one of these before. By the way, how do I get to the Vatican? Oh, it's easy. Go around the castello and enter left through the park. Go straight ahead, and there you can find Papa Mobile. I'm not sure that's my kind of ride. Silly boy, is the new Papa Mobile. Il Papa have it made all special. You see, he's good. Now go. Ui, ngon lành thế. 1000 viên đạn. Ra đây. Ôi, sướng tay quá, trời ơi. Ôi, rớt đạn ra kìa. Cái gì nữa đây? Để coi mình lượm được bao nhiêu viên. 55 viên. Chết đi. Ui, xuống cái tay thế nhờ. Hướng nào?
Mình thấy hướng này nó có cái gì tím tím nè. Đèn auto shotgun không mở được. Buồn. Thôi đi tiếp thôi. Skill ball. Bóp. Hết. Hết. Ôi phê. Rồi. Fire and reload when sprint. Mình sẽ nâng cái này, mình thích cái này hơn. Ok. Đó. Như vậy mới sướng nha. Rồi. Đó. Hai tay hai súng. Súng này được hai tay. Vậy nó mới phê chứ. 300 viên đạn minigun. Mà minigun mình phải nâng, hình như mình phải nâng thêm một cái nữa nó mới cho mình cầm hai cây. Full này. 1500 viên. Giỡn đâu, nhiều lắm á. Nghe giống như tiếng sóng biển vậy ha, nhưng mà thật ra là tiếng gió. Luôn á, bắn thật sự là sướng tay luôn á. Oh my god. Cái này là gì ta? Mày còn bắn không trúng mới ghê chứ. Shut up.
mình cầm được hai cây này không? Không được, được cái này là súng nặng. Vậy cũng sơ sơ, 2-3 cây vậy thôi. Tính ra là gài đạn cũng hơi chậm đấy. Cái này là gì? Bắn rớt được không ta? Trời. Bùm. Không rớt được luôn. Lại giá. Cho tao lụm coi. À, mình nghĩ là lụm được à. Lụm được cái gì? À, thêm warp. Cái đó kiểu như ngưng động thời gian á. Sùng sướng cái bản thân. Đây, đâu à? Trời ơi, cái gì vậy? Oh, yes! Thanks, crazy old Italian lady, and thank you, Mr. Pope! And on the eighth day, the Lord gave unto Sam a mech, and it was good. Má ơi! Welcome, your holy. Trời ơi! Cho mình cưỡi con người máy luôn! Pretty! Nạp đạn rồi nữa. Rồi, sao nữa? Tất cả hệ thống đã sẵn sàng. A đù. A đù. Có thay đạn được không ta? À, hiểu rồi. Ui, sung sướng quá. Trời ơi, coi kìa. Bấm shift để nó lướt tới nè. Bấm space để cho nó nhảy lên, đồng thời là nó bắn thêm cái đó, rớt cái gì. Trời đông luôn vậy trời.
cái đạn này nó tự lát lại, nhưng mà cái cây cái tên lửa thì nó phải bắn hết nó mới gầy. Ngon lành quá, còn nửa máu. Ồ, mình tới tòa thánh rồi nè. Hình như con này là cái giòi của con boss thì phải. Gớm gút thì nó phải không? Rồi đúng luôn. What the hell? Nó có máu không ta? À đây nó có máu. À, mình phải giết hết quái nó nhú cái đầu ra mình mới bắn nó được. You call this scary? I eat cosmic horror for breakfast. Mẹ, mấy con boss trong này đúng là cùi. Boss cùi. Quá là gà luôn. Let's get that book. What did Father Mikhail say? Find the statue of Saint, what was it? John, Paul, Ringo? Ringo? George, right. Now, turn to... What the hell is a sigil anyway? I don't even... screw it. This should do it. Vãi. Má phá tượng ta luôn. Hình như dưới có cái hầm á. No. The fuck? Cái lời đi thôi. Found it. Má ơi, thanh niên đúng cục xúc thiệt chứ. Hôm nay mình chưa tới đây thôi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like và subscribe nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.